Không chỉ nổi tiếng bởi những khung cảnh miền quê thơ mộng, Đồng Tháp còn là nơi giữ gìn, bảo tồn những quần thể kiến trúc cổ, mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ, trong đó phải kể đến đình cổ Định Yên. Đình Nam Bộ, người miền Nam hay gọi tắt là đình thần, là nơi thờ thần Thành Hoàng, vị thần chủ tể trên cõi thiên của thôn làng. Quá trình hình thành nên ngôi đình thường gắn liền với lịch sử khai hoang lập ấp của vùng đất đó. Tọa lạc tại xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đình Định Yên là một ngôi đình cổ được người dân giữ gìn gần như nguyên vẹn, từ bao lam, liễn đối hay cột kèo mái ngói. Khi con bước vào ngôi đình á, thì con cảm nhận được là ở đây rất là đẹp và cổ kính. Bác có thể chia sẻ cùng với con cũng như là quý khán giả được biết về quá trình hình thành của ngôi đình này không ạ? Ngôi đình này thì hồi xưa thì trước các cái đầu thế kỷ 19 sang 20 thì cái đình Nam Bộ này thì có cắt là hồi 1906 tới 1909 năm mới hoàn thành cái đình này. Thì cái đình này thì cắt thờ là thần hoàng bốn cảnh của vua Tự Đức Sắc Phong hồi 1852. Những cái hoa văn chạm trổ thì hồi xưa tới giờ thì của mấy ông tổ tiên đồ ông bà đồ hồi xưa là cứ muốn thợ là cắt, tới bây giờ thì nó cũng còn giữ y nguyên là như vậy chứ không có thay đổi gì hết. Đình Định Yên được xây trên một khuôn viên rộng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, tức kiểu thiết kế có hai hành lang dài nối liền nhà tiền đường ở phía trước với nhà hậu đường ở phía sau, làm thành một khung hình chữ nhật bao quanh các công trình kiến trúc khác ở giữa. Bước vào bên trong ngôi đình, du khách sẽ ấn tượng bởi không gian thoáng mát, vì ngôi đình được lợp bằng mái đại ống, một loại ngói truyền thống Việt Nam xưa. Các kỳ kèo cột cũng được chạm trổ tinh xảo. Các câu đối, liễn, bao lam đều sơn son thép vàng, cẩn ốc xà cừ, chạm các hình cá hóa long, hoa sen, mẫu đơn và các bức tranh sơn thủy ca ngợi đất nước, con người. Được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2012, đình Định Yên có giá trị tiêu biểu về kiến trúc nghệ thuật, mang đậm phong cách kiến trúc tín ngưỡng đình làng Nam Bộ vào cuối thế kỷ 19. Con được biết á, thì ngôi đình của mình hàng năm sẽ có hai ngày lễ chính, đó chính là kỳ yên thượng điền với kỳ yên hạ điền. Vậy thì bác có thể nói rõ hơn để cho quý khán giả được biết không ạ? Tháng 4 là lễ hạ điền, thì dân số độ chùa là lại là cúng như là lễ cầu an, là cầu cho phong hòa vũ thuận quốc thế dân an, rồi cầu bá gia bá tánh. Cái cúng thì dân số đông lắm, lại tới đây cúng là lễ thỉnh ông là về là cũng như ba đêm là giữ lắm, nhạc lễ nhạc xanh rồi lại đông lắm. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đình vẫn vững chãi tồn tại với sự chở che kính trọng của người dân Định Yên. Ngày nay cùng với làng Chiếu, đình cổ Định Yên là một trong những điểm đến hấp dẫn của vùng đất Lấp Vò, Đồng Tháp.